Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh channel tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh, đó là hình ảnh một quả lựu nguyên và nửa quả lựu nha. Cùng bắt đầu tô màu của mình nhé. Về phần vỏ bên ngoài mình sẽ tô màu vàng. Bên trong mình sẽ không làm bên sữa. Trên tầng 3 có cái mưa phơi đấy. Ở dưới cầu tầng 2 ở dưới giá rét chứ muốn để hai cái đó nó sẽ ra được rồi. Liệu mình sẽ tô màu đỏ mặt. Thank you.
các bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh hình ảnh quả liệu. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.